Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 10 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần sách giáo khoa của toán 10 cánh diều tập 1 và tập 2 là xong rồi các em nhé. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần đề kiểm tra giữa kỳ 2. Thì cái bộ kết nối và chân trời thầy đã quay xong hai đề rồi. Các em có thể tham khảo qua lại với nhau nha. Nó chỉ khác ở một số phần thôi các em. Ok, chúng ta có thể tham khảo qua lại giữa các đề đó để chúng ta có thể giải thêm. Rồi, quay xong cái đề kiểm tra giữa kỳ 2 xong rồi thầy sẽ quay tiếp cho em đề học kỳ luôn á, để chúng ta tham khảo nha. Các em cứ vào kênh, vào danh sách phát, các em tham khảo thôi. Thì trong cái bộ đề này thì nó có tổng cộng là 35 câu trắc nghiệm 7 điểm và 3 điểm tự luận các em nha. Thì bây giờ thầy sẽ tiến hành làm cho các em các câu. 35 câu trắc nghiệm thì chắc thầy quay hai clip. Clip thứ nhất là 20 câu và clip thứ hai là 15 câu. Và clip thứ ba, tiết 3 đó chính là phần tự luận. Được chưa? Chia ra như vậy. Như vậy cái đề thầy giải trong phần 3 clip. Đây sang câu số 1 này. Nếu một công việc được hoàn thành bởi một trong ba hành động. Nếu hành động thứ nhất có M cách thực hiện. Hành động thứ hai có N cách thực hiện và hành động thứ ba có K cách thực hiện. Của ba hành động khác nhau nha. Các cách thực hiện của ba hành động là khác nhau đôi một thì số cách hoàn thành công việc đó là. Như vậy thì chúng ta học về quy tắc cộng và quy tắc nhân rồi. Nếu như mà ba hành động mà nó xảy ra một cách rời rạc mà nó không có sự liên tiếp và liên quan với nhau, các em hiểu không? Rời rạc thì nó sẽ là quy tắc gì? Quy tắc cộng. Còn nếu như mà các hành động này, hành động một xảy ra rồi sao nữa, nó tiếp tục xảy ra hành động 2 và tiếp tục xảy ra hành động 3 thì nó thực hiện một cách liên tiếp, thì chúng ta sẽ thực hiện đó chính là quy tắc nhân. Còn mà nó rời rạc mà nó không liên tiếp thì nó sẽ là quy tắc cộng, tại vì nó rời nhau, cái hiểu không? Nó rời nhau thì nó phải là cộng. Nhân là sai này, cộng này, một chỗ đây có nhân sai này. Như vậy đây chúng ta sẽ chọn câu B này, cái hiểu không? Vì ba hành động là nó rời nhau nên theo quy tắc cộng thì cái số cách mà được hoàn thành công việc đó chính là chúng ta sẽ lấy ba này cộng lại. Các em hiểu không? Đấy, vậy thôi. Chúng ta sẽ đi sang ở câu số 2 nha. Nếu mà liên tiếp á mà nó không rời nhau á thì chúng ta sẽ thực hiện quy tắc nhân. Nếu một công việc được hoàn thành bởi ba hành động liên tiếp, đây. Các em thấy ba hành động liên tiếp không? Còn đây này, nếu một công việc được hoàn thành bởi một trong ba hành động, bởi này người ta chỉ cần thay câu thôi. Nếu một trong ba hành động nghĩa là hành động này cũng được, hành động một cũng được, hoặc là hành động hai cũng được, hoặc là hành động ba cũng được, thì nó sẽ là gì? Quy tắc cộng. Còn ở đây là cái năng ba hành động này liên tiếp, hành động một xong rồi tới hành động hai rồi tới hành động ba, thì cả ba này liên tiếp và liên quan với nhau thì chúng ta sẽ thực hiện là quy tắc nhân. Các em hiểu không? Đó chính là nhân này. Đây, vậy thôi, rất là dễ luôn. Ok, được không? Đây sang câu số 3. Trên bàn có 8 cây bút chì khác nhau. 8 bút chì, 6 bút bi và ở đây là 10 cuốn tập. Mỗi học sinh muốn chọn một đồ vật duy nhất thôi. Là một cây bút chì hoặc một cây bút bi hoặc là cuốn tập thì số cách chọn. Như vậy thì nếu chọn bút chì mấy cách, 8 cách, tại chọn một ấy mà rời rạc mà, cái này là rời này, cái này là rời nhau này, chứng tỏ chúng ta phải thực hiện quy tắc gì? Quy tắc cộng, đúng không? 6 bút bi là 6 cách, 10 tập là 10 cách. Như vậy bây giờ chúng ta cộng lại này, tổng cộng đây là 24 cách để chọn một đồ vật duy nhất từ trong ba cái anh này hoặc anh kia hoặc anh kia. Như vậy 24 cách. Câu B rất là dễ luôn, em hiểu không? Rồi, ta sang câu số 4. Từ các chữ số 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha, có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên bé hơn 100? Bé hơn 100. Người ta hỏi là
có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên bé hơn 100. À, như vậy thì ở đây chúng ta phải chia thành các cái trường hợp này các bạn. Nếu mà bé hơn 100, bé hơn 100 thì chắc chắn là nó sẽ là có hai chữ số và một chữ số. Nếu mà số có một chữ số, số có một chữ số thì có mấy cách chọn chữ số? Thì trong đây có mấy cách? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cách. Thì số 3 cũng được, số 4 cũng được. Tại vì số 3 cũng nhỏ hơn 100, số 4 nhỏ hơn 100, số 6 nhỏ hơn 100, đúng không? Bây giờ số có 2 chữ số, số có 2, số có 2 chữ số. Bây giờ chúng ta gọi nó là chữ số AB đi. Bây giờ chúng ta chọn A. A có mấy cách? Em, A có mấy cách? Trong 6 số này nó không có chữ số nào chữ số 0, chứng tỏ chữ số hàng chục này chúng ta có thể chọn là 6 cách. Và các chữ số này có thể giống nhau. Tại vì ví dụ như chúng ta lấy 33 chẳng hạn, số 33 vẫn được, 44 vẫn được, 66 vẫn được, đúng không? Chứng tỏ các số này là có quyền giống nhau. Chứng tỏ B này mấy cách? B này cũng 6 cách. 6 cách, đúng không? Như vậy thì cái số cách chọn của số có 2 chữ số ở đây nó sẽ bằng là 6 x 6 sẽ bằng là 36 cách. Nghĩa là 36 số đấy. Số đấy, đúng không? Như vậy số có 1 chữ số là chúng ta chọn được là 6 cách, nghĩa là 6 số. Số 3 được, số 4 được, số 6 được, số 7 được, số 8 được, số 9 được. Còn số có 2 chữ số thì lấy ví dụ như 34, 36, 37, 38, 39, 43, 46 rồi đó. Hoặc là 33, 44, 66, 77, 88, 99, ví dụ thế. Nó đều nhỏ hơn 100. Chứng tỏ bây giờ hai hành động này là nó cũng rời nhau. Chứng tỏ chúng ta cộng lại, em lấy 6 cộng 36 sẽ bằng là 42 số, đúng không? 42. Đây câu D thì thôi, nghĩa là có 42 số sẽ nhỏ hơn 100. Chắc chắn là có 42 số nhỏ hơn 100. Chúng ta chia trường hợp này. Chứ còn 3 chữ số thì không thể nào. Ví dụ chúng ta chọn số 3 đứng trước ấy, thì nó là 300, 300 mấy thì đâu có được. Nó lớn hơn 100 rồi. Thì chắc chắn nó chỉ có 1 chữ số và 2 chữ số thôi. Hiểu chưa? Rồi ta sẽ đi sang câu số 5. Hiểu không nào? Câu số 5 nha. Nhìn đây. Rồi câu số 5. Cho tập hợp A có n phần tử, n ở đây là thuộc tập hợp số tự nhiên này, và n lớn hơn 2, lớn bằng 2, k là số nguyên thỏa mãn ở đây. Mỗi chỉnh hợp, ở đây là chỉnh hợp, chúng ta công thức là có chỉnh hợp chập k của n phần tử, đúng không? Để cho là một kết quả của sự sắp xếp thứ tự n phần tử của tập hợp hợp A. Tất cả kết quả của việc lấy k từ n phần tử của tập hợp A và sắp xếp chúng một theo thứ tự. Nhớ này, thầy luôn luôn nói các em là gì? Giữa tổ hợp và chỉnh hợp á. Em nhìn này, thầy vẽ cái tập hợp này. Cái này là tập hợp là n phần tử này. Thầy sẽ phân biệt lại để em hiểu này. Ở trong n phần tử này chúng ta sẽ lấy một tập hợp con là k. Nếu mà chỉnh hợp, chỉnh hợp thì k, k này này nó sẽ sắp xếp, nó sẽ sắp xếp theo thứ tự, theo thứ tự, em hiểu không? Theo thứ tự, nghĩa là bây giờ công thức của ta là chỉnh hợp của chập k của n phần tử. Còn nếu tổ hợp thì chúng ta cũng lấy k phần tử, nhưng mà k này không không sắp xếp theo theo thứ tự, không sắp xếp theo thứ tự, em hiểu không? Đấy. Ví dụ như chúng ta lấy ví dụ trong đây có 40 học sinh đi. Bây giờ thầy chọn ra, ví dụ để chỉnh hợp nha, chỉnh hợp thầy ghi như này, chọn ra 5 học sinh, 5 học sinh sắp xếp theo một cách trật tự, theo một thứ tự là bạn đứng đằng trước, bạn đi trước, bạn đi sau đó để tham dự đại hội đoàn chẳng hạn, thì nó chính là chỉnh hợp. Nghĩa nó sẽ có trong cái đề bài, nó sẽ cho và người ta đọc lên, người ta sẽ thấy được cái thứ tự của nó là người ta sẽ sử dụng chỉnh hợp. Còn ở đây ví dụ trong 4 học sinh này, người ta nói là chỉ việc lấy 5 học sinh để đi tham gia dự đại hội đoàn, chẳng có phân biệt nam nữ gì cả, thì chúng ta sẽ sử dụng là tổ hợp chập k của n phần tử,
Em hiểu không? Còn ví dụ trong đây người ta phân biệt là theo từ là nam đi trước rồi tới nữ, nữ nam gì đó. Hiểu chưa? Hiểu thế nào là chỉnh hợp và tổ hợp chưa? Nhớ à, chỉnh hợp là có thứ tự, còn tổ hợp là không có thứ tự. Ok. Đây nghe, câu B này. Nha, câu B. Tiếp tục. Câu số 6. Số các không vị của năm phần tử là chính là năm giây, năm giây thừa. B, hoán vị là B, BN, B của N phần tử thì nó chính là N giây thừa. Đây. Câu số 7. Được không nào? Cho KN là các số nguyên dương, K nhỏ N trong. Sai, sai, sai. Chỉnh hợp trập cao N phần tử N, cái này đúng nè. Công thức có rồi em nha. Công thức có rồi đó. BN cái này đúng nè. Công thức tính hoán vị đúng đúng không em? Cái này đúng nè. Chứng tỏ D nè. Cái này sai rồi. Tại sao sai? Công thức cho chỉnh hợp nó như thế nào nhỉ? Nếu mà viết đúng thì nó như thế nào? Như đúng là gì em? Nếu mà đúng ấy thì cái này nó phải bằng là gì? N giai thừa trên N trừ K giai thừa đúng không? Còn cái này sai này. Rồi. Ta sẽ đi sang ở câu số 8 nha. Được không? Ok. Có bao nhiêu cách xếp 5 người ngồi vào một dãy ghế gồm có 6 chiếc ghế? Biết mỗi người ngồi vào một ghế. Như vậy thì xếp 5 người ngồi vào một dãy ghế gồm có 6 chiếc ghế, thì mỗi người ngồi vào một ghế đúng không? Thì số cách sắp xếp chính là bằng gì? Chỉnh hợp hay là tổ hợp em? Tại vì ở đây á, mỗi người là ngồi vào một ghế và theo một dãy ghế thì chứng tỏ nó có theo thứ tự không? Chắc chắn nó có theo thứ tự. Như vậy nó chính là chỉnh hợp. Chỉnh hợp chập 5 của 6 phần tử sẽ bằng. Hiểu chưa? Như vậy chỉnh hợp thì chúng ta đã biết cách bấm rồi đúng không nè. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ là xếp gì em? Nếu mà xếp chia là tổ hợp phải không? Còn xếp nhân là chỉnh hợp. Hiểu chưa? Chúng ta bấm 6 trước, xếp nhân 5. Đây em, sẽ bằng là 720. Được chưa? Đây câu D. Cách chọn á. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở câu số 9 nha. Câu 9 nha. Người ta yêu cầu các em là có bao nhiêu cách xếp 6 học sinh theo một hàng dọc. Nếu mà 6 học sinh theo một hàng dọc thì đây chính là một hoán vị. Ta hiểu nào, ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ấy. Bây giờ đảo ví dụ anh số 1 này xuống ra đây hoặc là xuống đây, anh số 6 đảo lên thì đây chính là hoán vị của máy, hoán vị của 6. Như vậy 6, 6 giai thừa. Như vậy giai thừa người ta dùng máy tính, ta bấm 6 đây, ship ở đây giai thừa cũng là bằng 720 cách. Đúng nè. Đây câu C. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở câu số 10 nha. Câu 10 em. Cho tổ hợp H 1, 3, 5, 7, 9, 11 đúng không? Một tổ hợp chập 3 của 6 phần tử của H là. Một tổ hợp chập 3 của 6 phần tử. Đây, một tổ hợp chập 3 6 phần tử này, 1, 3, 6 giai thừa A, 3. Như vậy thì một tổ hợp chập 3 của 6 phần tử H thì tổ hợp đúng không? Thì nó phải là tập con của anh H này. Thì chứng tỏ là tập câu B này. Đúng không? Nghĩa trong đây chúng ta lấy 3 phần tử từ 6 phần tử này, đây là 6 này, đây là 3 này. À, chứ không phải chúng ta chọn câu A nha. Được chưa? Coi như nhầm lẫn em nha. Đây sang câu 11 em. Cho 8 điểm phân biệt. Trong đó có 3 điểm, không có 3 điểm nào thẳng hàng. Họ có bao nhiêu tam giác mà 3 đỉnh của nó được chọn từ 8 điểm trên thì nó chính là tổ hợp chập máy của máy em. Chập 3 của 8. Câu chập 3 là 8 phần tử. Như vậy chúng ta ghi 8 ship. Ship chia này. 3 này. 56. 56 tam giác.
Được chưa? 56. Đây sang câu tiếp theo nha. Tiếp tục. Một tổ hợp, thay đổi một tổ có 5 nữ, 6 nam. Nếu mà tổng cộng đây trong cái tổ này là 11 bạn đúng không? Tổng của chúng ta là 11 bạn. Số cách chọn ngẫu nhiên 5 học sinh. 5 học sinh của tổ, trong đó có cả nam, có cả học sinh nam và học sinh nữ là nghe chọn 5 bạn. Chọn 5 bạn từ trong 11 bạn này, nhưng trong đó bắt buộc phải có nam và nữ. Được không? Như vậy thì ở đây á, nếu mà chọn 5 bạn, 5 bạn từ 11 bạn này, tổng hợp hết cỡ cả là nữ hết hoặc là nam hết cỡ cả nam và nữ, thì nó sẽ có bao nhiêu cách chọn? Ken nghĩa là chọn 5 học sinh bất kỳ á, chọn 5 học sinh bất kỳ thì chúng ta sẽ có là tổ hợp của chập 5 của 11 phần tử, đúng không? Bây giờ thầy chọn chỉ toàn nam hoặc nữ, chọn 5 học sinh toàn bộ là nam hoặc nữ. Nếu mà chọn bộ toàn bộ là nam, 5 nam trong 6 nam, đúng không? Trong 5 nam trong 6 nam. Như vậy là nam này, trong 6 nam, chọn 5 nam trong 6 nam, toàn bộ nam hết. Chọn 5 nữ, ở đây có 5 nữ thì chúng ta cũng chọn 5 nữ trong 5 nữ. Như vậy bây giờ chúng ta lấy cái số cách chọn mà 5 học sinh bất kỳ, chúng ta trừ ra cho 5 học sinh được chọn toàn bộ là nam hoặc là nữ, thì nó ra lại cái số cách chọn đó chính là có cả gì? Có cả nam và nữ. Em hiểu không? Như vậy thì ở đây cái số cách chọn cả nam và nữ, 5 học sinh có nam và nữ, là chúng ta sẽ lấy tổ hợp chập 5 của 11 trừ đi cho gì em? Trừ cho 2 này cộng lại. C6 5 của 6 phần tử cộng 5 của 5 phần tử. Hiểu chưa? Đây là tổng hợp, trừ đây là nam hết, nữ hết, còn lại cả nam nữ, đúng chưa? Ta bấm 11, ship chia 5 trừ mở ngoặc ra. 6 ship chia 5 cộng 5 ship chia 5 đóng lại. Ok. 455 em. Thấy chưa? Cách 455 đó. Mặc dù nó là trắc nghiệm nhưng mà thầy sẽ hướng dẫn theo kiểu tự luận để các em hiểu, chứ không cái số 455 này đâu ra, đúng không? Bây giờ ở đây chúng ta sử dụng biến cố đối. Thôi rồi, 455 đây, câu C, đúng chưa? Được không? Tiếp tục nha. Thầy làm cố gắng làm từ câu 20 để chia ra làm đôi thôi. Câu 13 nghe. Câu 13. Trong một giải cờ vua có cả nam và nữ vận động viên tham gia. Mỗi vận động viên tham gia phải chơi 2 ván. Mỗi vận động viên phải chơi 2 ván với mỗi vận động viên còn lại. Cho biết hai vận động viên nữ và cho biết có hai vận động viên nữ và cho biết số ván các vận động viên nam chơi với nhau hơn số ván họ chơi với hai vận động viên nữ là 84. Hỏi có bao nhiêu ván cờ tất cả các vận động viên đã chơi? À, như vậy á, ở đây á, chúng ta thấy này, chúng ta đã biết vận động viên nam chưa? Chưa biết vận động viên nam. Mà nữ đã biết chưa? Nữ là mấy? Nữ là 2 này. Nữ là 2 nữ. Còn nam chưa biết. Như vậy nam chúng ta gọi vận động viên nam đây là N đây. Nữ đây là 2 nha. Được không? Đấy, như vậy thì
số ván vận động viên Việt Nam, số ván vận động viên Nam à, chơi với nhau là chúng ta gọi số vận động viên Nam là N này, số vận động viên này, đây số vận động viên. Như vậy ở đây là mỗi vận động viên phải chơi 2 ván. Đúng không? Mỗi vận động viên phải chơi 2 ván. Như vậy thì ở đây nó sẽ ra là 2 nhân 2 ván này nhân cho tổ hợp chập 2 của N. N ở đây đó chính là số vận động viên Nam. Em hiểu không? Đấy. Như vậy thì cái số ván các vận động viên Nam chơi với các vận động viên nữ là như vậy thì số ván họ chơi với hai động viên nữ là đây là 84 này để chúng ta lập phương trình này đúng không nè, thì chúng ta có là gì em, nữ là 2, số động viên nữ đây là 2, thì chúng ta lấy một người ra trong hai người, lấy một người trong hai người và lấy nam là một người trong n người, tại vì nam chưa biết mà, nam ở đây chúng ta gọi là n, còn nữ đây biết hai rồi thì chơi thì lấy một nam chơi một nữ nha, đừng có hiểu nhầm cái kiểu kia nha, mà đây là chơi cờ đấy nha. Và mỗi người chơi mấy ván? 2 ván đúng chưa? 2 ván, ok được không? Các em hiểu không? Hiểu đó. Ở chỗ đây chúng ta có thể tính ra ở đây 2 n, ở đây n giải thừa đúng không, chia rút gọn số 2 này móc rồi này, 2 giải thừa cũng bằng 2, rút gọn như vậy nó ra được n cho n trừ 1 đúng không, còn đây này là 2 nhân 2, đây 2 nhân 2 đây là 4 này, còn tổ hợp chập 1 của n thì bằng n đúng chưa, cái này tính nhẩm được đúng không em, đây 2 2 4, cái này là n này, đây n, đây n này, còn đây 2 giải thừa xuống 2 giải thừa bằng 2, chia 2 chia 2 hết, như vậy nó còn lại là n nhân n trừ 1, ok. Như vậy thì khi đó ở đây người ta nó có câu để chốt được có phương trình này, biết số ván các vận động viên nam chơi với nhau hơn này, nam hơn nữ đó, nam này nam nữ, như vậy thì ta có n nhân n trừ 1 trừ đi cho 4n thì bằng bao nhiêu, hơn là 84, như vậy ra được là n bình phương trừ n trừ 4n trừ 84 bằng 0, n bình phương trừ 5n trừ cho 84 bằng 0 đúng không, chúng ta bấm máy tính được này. Đây. 1 nè. N bằng 12 và N bằng âm 7. Cái này loại. Cái này thỏa mãn. Như vậy số vận động viên nam người ta là 12. Thấy không? Vậy tổng số ván các vận động viên đó nè, ở đây người ta hỏi là các vận động viên đã chơi, viên đã chơi là ta lấy 2 nhân, bây giờ chúng ta thế n ở đây là 12 đúng không, và đây là 2, từ từ đây 14 chứ, tại vì tổng cộng 4 nam cộng nữ là bao nhiêu, nam cộng nữ là 14 chứ phải không, nam là 12 cộng nữ đây là 2 nữa là 14 vận động viên. Trong đó trong 14 vận động viên này người ta sẽ chọn ra 2 vận động viên để thi đấu với nhau. Và mỗi đồng viên thi đấu 2 ván, đây là 2 ván này. Trong 14 chọn ra 2. Các em lấy 2 nhân 14 đúng không? Đây nha. 182.
Tổng số ván 182 ván. Bài này hơi khó một xíu ha. Rồi. 182 game. Đây, câu D. Ta đi sang ở câu 14, nghi thức Newton ha. Có bao nhiêu số hạt? Thì cái này khai triển ra. A cộng gì vậy? Hết mực em. Còn mà. Nếu mà ở đây á thì nó sẽ là gì? A mũ mấy? A mũ 4 cộng gì? 1. Các em nhớ là 1, 4, 6, 4, 1 đúng không? 4. Thằng này là xuống A mũ mấy? A mũ 3. Thằng thì thằng này lên B mũ 1 nè. Cộng cho mấy? Cộng cho 6 A mũ 2 B mũ 2 nè. Cộng cho 4 A B mũ 3 nè. Và cộng đi cho B mũ mấy? B mũ 4. Ở đây người ta nói là có bao nhiêu số hạt? Có bao nhiêu số hạt? 1, 2, 3, 4, 5. 5 số hạt. Câu C. Cái này gì thì thuộc công thức thôi. Dễ gì khó. Phải không? Hiểu chưa? Ok. Ta đi sang ở câu số 15. Cũng nhận thức được không? Khai triển ở đây. 3x cộng 4 mũ 5. Đây là mũ 5 thì chúng ta cũng được học. Nếu mà theo công thức ấy là tiên 0, 5. Cái thằng đây mũ mấy? 3x đây mũ 5 đúng không? Viết theo đúng công thức luôn á. Bây giờ nó tăng lên. Đây 0 thì đây 1, đây 5. Thì thằng này xuống này. 3x đây mũ mấy? Mũ 4 này. Thì thằng này lên là mũ 1 này. Nhân 4 mũ 1 này. Đúng không? Tiếp thằng này tăng lên 2. Ở đây 5. Thì cái thằng này là 3x ở đây mũ 3. Nhân đây 4 mũ 2 này. Vậy thôi, cứ viết viết đó. 3, 5. Thằng này hàm xuống tiếp. 3x ở đây mũ 2. Đây mũ 3. Thấy không? Đây 4, đây 5. Đây 3x mũ mấy? 3x mũ 1. Đó. Đúng không? Cộng. Bằng. Thằng này chính là mấy? Thằng này chính là 1. Đây là 3 mũ 5 là 243. X mũ 5. Đúng chưa? Cộng. Ở đây chúng ta tính nè. Thằng này là 5 này. 3 mũ 4 nhân 5. Thầy đang quay mà cái cửa phòng nó dập. Thầy phải ấy. Tiếp tục. Hồi này tới đâu rồi? Ở đây là 5 này, thằng này 3 mũ 4 ở đây nhân 4 rồi đúng không? 1 6 2 0. X mũ 4 này. Tiếp tục. Đây là 10 nữa này. Đúng em, 10. Là đây là 10 này. Nhân 27 này. Nhân 16. Đúng chưa? 4 3 2 0 x mũ 3 này. Tiếp. Thằng này cũng là 10. Nhân 9. Nhân 4 mũ 3. 5 7 6 0. Thằng này 5 đúng không? 5 nhân 3 nhân 4 mũ 4 này. 3 8 4 0. 4 mũ 5 là 4 1 0 2 4. Chào. Đây, coi thử tròn câu này. Em. Đây nè. Trừ vứt rồi, 1 là B2D thôi. D. Ở trong đây nó sai chỗ đây nè. Chỗ đây thấy không? Làm trực tiếp đây thì em thấy mà kết quả luôn. Tiếp tục. Tìm số hạng không chữ x trong khai triển trên. Không chữ x. Không chữ x.
Như vậy thì cái số hàng nào mà nó không chuyển ít thì bây giờ chúng ta phải khai chuyển ra thì chúng ta mới biết được đúng không? Bằng này. C04 ở đây là 3x 14 cộng C14 ở đây là 3x ở đây mũ 3 nhân ở đây cho 2x mũ 1 thì thằng này chú ít luôn này, bỏ qua khỏi cần tính ha. Cộng C24 3x mũ 2 nhân ở đây 2x mũ 2 này, cái đây này, tính cái này này. Tại sao thầy thấy được này? C24 cái đề đó ở đây là 9 ở đây x mũ 2 này nhân ở đây cho 4x mũ 2 thì khi đó x mũ 2 x mũ 2 này hết này. Như vậy cái hệ số nó sẽ là người ta bấm máy tính là C24 này nhân 9 nhân 4 này bằng đúng không? Đây 216. Được ta? Hiểu không? 216 em. Đây câu E. Ok. Xong. Giờ tới vector ha. Trong một phần tọa độ ô đi cho tọa độ vector đây, 5 âm 2 này. Với lại 5 này, 5 âm 2. Câu E. Trong một phần tọa độ đi cho hai điểm này, tính tọa độ vector này, tính độ dài thì đầu tiên chúng ta tính vector MN trước. Các em lấy N trừ M, N trừ M các em lấy 4 trừ 1 trừ 1 trừ 1 thì cái thằng này cái tọa độ đó chính là 3 âm 2 đúng không? Tính độ dài nó thì bỏ trong giá trị đó vô, thì 3 bình phương cộng cho âm 2 bình phương 9 cộng 4 bằng căn 2 của 13 đúng không? A luôn em. Ok rồi, giấy trở lại từ giấy rồi. Câu 19 chắc thầy lại làm tới câu 19 thôi em, tại vì nó vừa khít cái tờ này ha. Tọa độ vector BA này, BA thì các em sẽ lấy A trừ B, lấy A trừ B, lấy 2 trừ 4 trừ 1 trừ 1 trừ 2 trừ 2 A đâu. Xong. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em bắt đầu từ câu 20 cho tới câu 35. Chúc em học tốt. Bye bye nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang với thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok. Hòa đang đẹp em. Đấy, đẹp luôn.